Rồi bây giờ vấn đề đặt ra là như thế này. Cái ông này đó, ông đang ở chỗ cái hải đăng nè. Ông cần đi cái nơi tới cái kho. Như vậy cái phương án ông đi là cái gì? Nhớ nên nhớ đây là biển nha. Đây là biển đó. Phương án đầu tiên là ông có thể chèo xuồng một mạch tới điểm cái kho. Chèo xuồng. Nhưng chèo xuồng có một nhược điểm. Đố em là nhược điểm là gì? Hả? Sóng nó dẫn tới cái gì trong bài toán này? Vận tốc nó nhỏ, vận tốc chèo xuồng đó là 4 cây số trên giờ, nếu mà ổng đi bộ đó là được 6 cây số trên giờ lận. Như vậy ý ý ta hỏi nè, ông này phải làm gì để thời gian ổng di chuyển là nhanh nhất? Thời gian nhanh nhất có nghĩa là thời gian ngắn nhất đó. Ông này phải làm như thế nào để cái thời gian ổng đi là ngắn nhất? Ổng nên đi làm sao? Ổng nên đi tới cái chỗ nào rồi ổng mới đi bộ hay là ổng phải chèo xuồng hết nguyên quãng đường? Mấy anh tư duy được câu ta hỏi không? Ví dụ ông có thể đi nè, tôi đi từ đây, tôi chèo xuồng từ đây xuống đây 5 cây số thôi vậy. Xong rồi tôi mới đi bộ từ đây qua đây. Cũng được. Nhưng đó không phải là phương pháp nhanh nhất. Mình phải diễn tả cái nhanh nhất đó bằng một cái sơ đồ toán học. Nó mới hợp lý. Đồng ý không? Mình phải mô hình hóa nó. Rồi coi thầy mô hình hóa nha. Bây giờ thầy giả định là cái điểm mà em đi tới đó em không hề biết, thầy đặt là điểm M. Còn cái khoảng cách từ đây qua đây em cũng không biết luôn. Đây là x. Còn cái khoảng cách từ đây qua đây là mấy? 7 trừ x. Đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ chắc chắn là ổng muốn đi từ cái hải đăng này nè đi tới điểm M là ổng phải đi cái khoảng cách, khoan thầy ghi thời gian đi, thời gian ổng đi là ổng phải đi từ đây xuống đây chèo xuồng là cái đoạn AM chia cho cái vận tốc là mấy? 4. Thời gian có phải là quãng đường chia vận tốc không? Quãng đường là AM chia vận tốc tôi đi chèo xuồng là 4 cây số trên giờ. Nếu như ổng đi bộ là ổng đi cái đoạn MC. Cái đoạn MC sẽ chia lại cho mấy? Cho 6. Ok chưa? Hiểu không? Rồi. Nếu bây giờ cái đoạn MC bằng 0 có nghĩa là ông này ổng đi cái đoạn AM là cái điểm M nằm ngay đây luôn nè. Được không? Rồi. Ok. Thế thì bây giờ mình biểu diễn cái đoạn AM theo x đi. Nhìn cái tam giác ABM nhìn được không? Tam giác ABM thì AM nó sẽ bằng căn của 25 cộng x bình chia 4 theo định lý Pythagore. 25 cộng x bình chia 4. AM là bằng căn của 25 cộng x bình định lý Pythagore. MC là 7 trừ x chia 6. Rồi, tới đây là chuyện của xếp xô rồi. Bấm này vô xếp xô coi nhiêu. Rồi xong. Căn của 25 cộng x bình chia 4 cộng 7 chữ x chia 6. Ấy, chết mồ, phải bấm đạo hàm nữa. Khoan, mấy em có quên nó có hiểm ngoài không? Có thể nào ra lấy nó bảo hiểm cái được không mấy em? Để một chút mấy em không có nó bảo hiểm sập đi về đó. Bốn mươi bốn bảy